Chào cán bộ. Này. Chào cán bộ. Có người mới. Sắp xếp chỗ đi. Cấm đánh nhau. Vâng, vâng, cán bộ. Thưa cán bộ. Thằng kia, mày quên mang mồm vào tù hả? Con chó này, mày gây chết cho thằng rồi hay sao mà không biết chào? Rau dừa chúng mày im hết mồm đi chúng bố mình. Con chó này cứng nhỉ? Cứng đấy anh em. Cứng đấy em thế nào? Mày gấu nhờ. Thế đã lấy mặt bao giờ chưa? Kia, tao không cần biết mày là ai. Nhưng khi vào đây, mày phải hiểu luật ở đây, hiểu chưa? Không, không. Đứng đây. Lôi nó vào rồi lướt vào mặt cho tao. Ca, nó không chặt được. Mẹ mày chân thế ạ? Có biết con trâu cũng chặt được à? Hả? Đừng uống cơm cơm. Hả? Hả? Sao rồi? Từ hôm vào đây sức khỏe thế nào? Sao thế? Bị dạy luật à? Sao lại bị đánh? Anh phải nói ra. Bọn tôi mới có cách giúp anh được. Ở đây đã từng xảy ra vài vụ giết lẫn nhau rồi đấy. Lỡ chuyện đó lại xảy ra thì sao? Tôi bị chúng nó đánh. Dạy luật à? Chúng nó cậy đông, hơi nặng tay. Từ hôm vào đến giờ bị đánh mấy trận rồi? Ngày nào cũng đánh. Thằng trưởng buồng có vẻ cay tôi. Sao vậy? Đề xuất cho trưởng buồng thôi nhá. Được rồi, bây giờ chú ở đây đi. Em tưởng phải làm công văn trước chứ. Để anh gọi nói với lại sếp Hà. Gọi điện cho giám thị một tiếng. Công văn trả sau. Vâng. Bọn em có mặt ạ. Thưa sếp, tôi đã tìm được một người sẵn sàng vào trại giết thằng Toàn. Bây giờ đang đợi báo giá. Mày dẹp hết mấy cái thằng vớ vẩn đấy đi. Rồi đến vũ trường Hoa Sữa, tìm thằng Dũng Ó, bảo nó làm việc này. Rồi về báo cho tao. Thằng Dũng Ó, tôi biết thằng đó. Tại sao lại là nó?
Hay sếp để tôi trực tiếp giải quyết vụ này? Mày điên à? Việc này phải qua nhiều lớp, hiểu chưa? Tôi hiểu. Hiểu thì biến đi. Chào sếp. Chồng không còn tin tưởng em nữa ạ. Vợ đã có quá nhiều thời gian rồi. Bây giờ thì chỉ nên làm vợ ngoan thôi nhé.